Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ làm cây cầu tre của Phú Lộc nha. Mình sẽ dẫn các bạn đi xem nha. Con sắp nữa hả? Con sắp qua xong rồi chứ. Đổ đi sang không phải đổ bê tông nữa chứ mày. Không à? Điểm đâu có. Con đâu đó? Không, cũng ở gần gần đây, đừng nghỉ đây. Con có hàng trùng ly rồi, thấy thấy hết tiền. Hết tiền rồi. Cái xác nó không tiền không. Còn bên trong đó họ làm tao kêu phẩm ly là tự nguyện, tình nguyện, tự nguyện. Tự nguyện hay à? Tự nguyện mình sớm mẫu người giao góp vô ý hả chứ? Đây là chú ấy bên bạn rồi, mấy bạn thì con. Chú đưa tiền mọn nó rồi, mấy bạn thì con chứ. Chú đọc đây là thấy đấy, chú tập chú bạn rồi, bạn ba góp vô. Lúc vừa cái mùa cái tấm xét cái loại cho đưa tiền mua bạc hà bạc đàn á dạ. Chứ cái này không có bằng chai rất đàn tấm gì phí không bao nhiêu tiền chứ cả trăm triệu giờ này ghê rồi tu cái xác nó không mà 74 rồi trà ba ly đúng rồi cái xác đắt tiền đắt tiền cái xác đấy chứ cái ta hết bà con trai bà con cho mình mua bạc đàn gì thế mà thôi bà trai bà con cho đó dạ. Nghe nó bà con cũng cho luôn á dạ. Chứ không phải thế làm cái cầu cộng đồng không thay bà con cho nhiều nữa đó đó mấy được sức người sức của đó cái hồi chú làm cộng đồng á gà không thay chứ gà lớn không thay rồi cái thợ mà làm á không có thợ là 200 đồng một ngày 200 nghìn một ngày đó còn à, cái chảo dưới điện bàn cái phòng với cộng đồng điện bàn à điện bàn chỗ là thông cộng đồng yeah. Đó là cũng chú tự nguyện bạn bà góp rồi ông dư, ông dư cái chú đem vào đây, yeah. Đem vào đây thì không đủ bao nhiêu, yeah. Cái mấy bạn ở bên kia góp thêm, yeah. Cho trên lứa đầu hướng cái bản người chuyện, hai chưa, tưởng lên trăm, dạ. Nhưng mà cái xét này lồn mình thấy hậu mưa lục sợ, mình lẽ không, con lỗ đầu để viết rồi sao nó tới mùa mưa lâu lên, để được được, đâu lên, thì cái là qua mùa cái hơi cái làm lại cầu tre thì của bà con rồi, đúng rồi, dễ đâu dễ. Cái chi phí thấp còn cái xác nó mới nát lồn ra mới thu hậu cái xác lại đó thì xác nó là khoan lỗ để bác dây thép cái đồ yeah. Rồi cột bằng lốp xe lốp đồ nữa đủ yeah. Thứ yeah. Lạc này dây thép này lốp xe này yeah. Đó, rồi sau đó là lâu lại giữ đó, đó. Cái xác với nhiều tiền nhất mà không lái thì không giữ được ba tiền 74 triệu là 13 tấm đó, yeah. Đó. Nhưng mà cái này mình để đây rồi tới hồi nước đãi xuống rồi hư cái cà chứ các bạn. Đâu có, lâu rồi trình đi đó. À. Còn cái này có cũ bị trâu nè, 300 triệu của cầu bị trâu nè. Còn kia 700 triệu kìa. Trời. Đó. Cầu không tiền ấy. Ừ. Còn cái này con nó quay hả? Dạ. Yeah. Ôi trời. Quay để lưu lại để mua. À. Chung cho trước cái máy cái hồ cái hồ mình lưu lại lồn kỷ niệm chứ. Là... cái chú tên chi vô gì chú tên Thái Thái à chú của đội chú đại tên đầy đủ là chú gì? Là Lê Văn Thái à có tên mọn luôn rồi phải chú dạ, tên mọn chú là Thái Lê dạ cái đen công việc khác chú dạy bên trường quân y dạ. Của bộ Sài Gòn về hưu chú ở đây à? Chú ở Đà Nẵng kia à nhưng chú hai đạp xe qua đây à chú hai đi xe đạp à chú dạ. Là tới tập thể dục dạ rồi gặp bà con tập tâm sự chú thấy được tóc quá cũng có duyên rồi dạ duyên đi dỗ xong xí anh đi anh lo đời sống rồi chạy tập lớp bên đây yeah. Mày quá chưa đang chạy nữa chứ thấy cô ăn có sức khỏe rồi mày mấy mùa mà em chạy này chưa ăn dạ có gì đâu chú qua đây đưa qua Mỹ à cho
Mấy đứa không có hả? Đỡ cũng phót rồi đó. Nên ngày mưa đến sang này. Có khả năng sang phần hô thôi, còn phần gia cố còn đâu. Gia cố chắc cũng một hai bữa này. Nên mình dắt bò rồi mình dắt đây bình thường vậy. Giờ em bầm thường chứ. Có tiền xăng không á, để tiền xăng nó hỗ trợ cho họ này. Không mà chưa có chạy ngược cho bộ được, không có cái này rồi chưa hoàn thành, không cầm chậu cho con. Ừ. Không có chạy ngược. Thì cái nhá. Có tuần tư lẫn già cứ mình. Dạ chị giờ mẹ cái dạ. Giờ mẹ cái dạ chị. Giờ mẹ cái dạ chị. Nhà mơ đấy sao này. Lần con rồi còn chủ nữa, chủ hai bay mà, chủ trai chủ dưới mà. Chủ á chứ không đụng lát. Chủ trai như là cho con mình đều. Tại đây mình nặng á. Chủ trai con rèo, chủ dưới là chống lực. Ok. Đáng ngưỡng mà. Ông làm dùng lát không đó không? Đất thì lồn quá trời mà ăn rồi cứ rút miết cái nhòi nữa. Mốt một thử là nghỉ đi lồn. Qua thâu lồn chạy. Mốt một thử là nghỉ đây nè. Cái dốc nó còn bon thêm chứ còn đến sận là ngàn lại. Ha. Ừ. Bon súng rồi lồn cho đường dễ đi. Dốc nó phải bon. Chui. Đủ mãi đi cá ra mà đủ mãi tả ra mà cho nó lặt xuống té. Kinh. Gần 70 lồn. Thì con rồi có. Mà nước này tan mình chảy còn. Thì ngát cho mình chảy. Mấy máy bỏ mấy nước chứ nó cháy. Đất xuống rồi vụ không biết bơi vụ không cháy.